đào lúc đi về xứ làng Tam Thanh mẫu ruột tiến xuống huyền hành say người man thổ đi về sườn sang vì nam vì nữ dù có tài cái từ hoàn sinh bệnh bà làm cho khi ốm khi lành khi phát bệnh quỳ có khi sinh trong bệnh ta mình có khi lại nóng chân tay bà thương ai chưa hết bệnh này bà ghét ai chúa của không nghĩ cho được nào riêng yêu ai chúa kén bóc bắt đồng lại còn bán danh bán diện chúa ban công cho bán quyền đền sang phúc nương ân tiên chùa bà sang phúc độ dân đền mẫu dụng tiên chùa ngày tết ra vào tới tuyên
dưới nắng đền mẫu ruộng ra gửi đi vào trần gian có biết chúa bà tôi chẳng
kẻ đạp lộ cát nước như suối rừng, núi rừng bắc lệ vàng lừng, làng sơn sông hóa các cửa rừng mọi nơi, trên tiên quang bảo là cho dòng trời sơn lâm châu thổ. Ba mươi thước ngang được người lại dám trở về đây ý nghĩa.